chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Sofa Kiều Family USA. Đây là các bạn à, cái này gọi là hàng về ngập nhà là có thật nha các bạn. Đây dòng xe nè, xe này là chỉ là xe 5 chỗ ngồi thôi, xe Camry 5 chỗ ngồi thôi đó. Và các bạn thấy cái thùng hàng nó bự không, nó chiếm hết cái ghế của Kiều luôn. Kiều ngồi đó, cho nên là hành trình bữa nay Tư Trang bữa nay là Kiều mới mặc đùi mới thoải mái mà lấy đồ mà cũng hên. Bữa nay trời thời tiết rất là ấm áp mới mặc được đồ gì nè, chứ không mà mấy bữa nay trời lạnh không biết sao bữa nay trời ấm áp lại rồi đó. Một thùng đồ to bự chạy với lửa để trên đây cốp xi sâu đựng không vừa luôn, keo dễ sợ keo luôn á đó. Đó, ngập luôn đó. Là có thật nha, hàng về ngập nhà, ngập lối, ngập xe là có thật nha các bạn. Nó nói lần này về hàng nhiều dữ lắm. Đây, con gái bé nhỏ Sophia đây. À, các bạn biết sao mà cái xe nó kêu không? Tại vì Kiều để cái thùng đồ ở trên này nè mà không có xích bill lại á, cho nên là nó kêu á. Xe này mỗi lần này lên trên xe mà không xích bill lại là nó kêu à. Mà cái thùng đồ để trên xe này nè, đó thùng đồ để trên xe này nó gì nè, nó đâu xích bill nên nó kêu đó. Tại là éo quần, hai thùng hàng này là éo quần về đến Mỹ để Kiều bán rồi mớ hàng chỗ này. Mớ hàng này nè, đó, với mớ phía sau nữa là Kiều đang đi. Nhưng mớ phía sau nữa là Kiều đang đi chuẩn bị xong này là chạy đến để mình đi ship đồ cho các bạn ở những bang ở Mỹ á các bạn. Đó là những bạn mà mua mỹ phẩm với lại áo quần á, là Kiều cũng đang lên trên đường Kiều ship hàng luôn á. Rồi chuẩn bị gom mớ thuốc ở về Việt Nam nữa. Nói chung là cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi gia đình nhà Sophia. Đây cô gái Sophia nè. Bữa nay thời tiết 81 độ F. 81 độ F là 20 mấy độ C các bạn. Trong thời tiết cũng ấm áp. Cô gái Sophia mới ngủ giấc. Mới ngủ giấc dậy, mới ngủ giấc mỏng mỏng nửa tiếng. Hello cô chú đây. Nhìn gì ha. Hello cô chú ha. Cô gái Sophia nè. Nhép. Đây nè các bạn ơi, tròn thấy không? Cái đây gọi là cuộc sống trong nhung lụa nè các bạn. Xung quanh Kiều là áo quần ngập trời, coi nè. Coi Kiều ngồi xuống nè. Đó, coi Kiều ngồi bệt xuống dưới đây nè. Đó, cái thùng hàng nó tới cổ Kiều luôn nè. Thấy các bạn thấy dễ sợ, cái thùng hàng nó tới cổ nè, tới cổ luôn. Cao dễ sợ không? Hai thùng hàng này là gần 179 pound. Rồi. À, lẽ mấy con số nhỏ nhỏ phía sau là gần 180 bao thì sẽ ra một thùng là 90 bao các bạn. Các bạn thấy nhiều không? Hả? Cao bằng cổ Kiều luôn á. Đó. Đó là Kiều cao 5'6" là cao cỡ mét 6'7" 6'8" luôn đó các bạn. Các bạn thấy không? Mà nhà Kiều là ở khắp bên chứ không phải ở nhà heo. Ở nhà vụ nhà heo là mình kéo xe mình đem đi vô luôn, hoặc là mình lăn nó vô luôn, nó nhanh. Còn là Kiều ở Park Min nè, Kiều không ở dưới, mà Kiều ở Park Min là Kiều ở trên lầu. Cho nên là từ ở dưới mà bưng lên trên lầu mà hai cái thùng này là hai vợ chồng Kiều bưng không có nổi. Cho nên là bây giờ biết làm sao, hồi nãy là Kiều ở dưới lầu á, Kiều lấy con dao Kiều rạch ra hai thùng, xong rồi chiếc ra thành năm cái bịch nhỏ. Chiếc ra năm cái bịch, 1, 2, 3 cái bịch. Rồi tới lại hai cái bịch là Kiều mới khui bỏ lên trên này nữa nè. Chứ không nó keo như thế này sao mà nè, chứ nó keo như thế này sao mà Kiều rinh cho nổi. Đó thì mới chiếc ra năm cái bịch nhỏ đem lên. Thì gỡ hai cái bịch nhỏ xốp qua đây bớt bịch, xốp qua đây bớt bịch rồi. Đó còn cái 3 bịch nè. Còn cái đây 3 bịch là 1 bịch nè, 2 bịch nè, 3 bịch. Đó nhà Kiều nó phát minh nên là nó cũng hơi chật tí xíu. Hay là nhiều khi lên hình á, nhà cửa cũng sắp xếp cũng gọn gàng các bạn, nhưng mà do nhà ở Park Min nè nó diện tích nó không có được nhiều các bạn, nên đâm ra là nhìn nó hơi bị quá nhiều cho lắm á, cho nên các bạn cũng thông cảm tí xíu nha. Chứ bây giờ mà đâu phải là muốn ở nhà heo là có đâu. Rồi về còn có đồ len nè, ha, đồ lông, đồ ngủ, đồ tiệc, đồ thiết kế, đồ đầm, đồ xích váy, xích quần, nói chung áo thun,
rồi chân váy, quần short, quần jean, nói chung hàng về rất nhiều, nhưng mà tháng nào Kiều cũng về hàng hết á các bạn. Nhưng mà cái hàng lần này về á, hai thùng mà sao mà tới gần 179 bao, gần 180 bao, là cỡ tầm 71-72 kg Việt Nam á các bạn. Thì là do đồ len, đồ vest, đồ mùa đông nó rất là nặng các bạn à. Rồi bây giờ là Kiều khui đồ ra cho các bạn xem một ít đồ, chứ bây giờ là nhiều đồ quá không thể khui hết được. Thì Kiều bây giờ là Kiều sẽ khui một ít đồ để cho các bạn xem sơ sơ ha. Thì tối hôm nay là Kiều sẽ like nóng luôn. Tối hôm nay Kiều sẽ like nóng luôn là sau khi mà like xong hết rồi thì Kiều sẽ post video này lên trên YouTube. Thì hy vọng là những bạn nào mà ở bên Mỹ á, các bạn mà muốn mua áo quần nữ mặc thì gọi thẳng số phone trực tiếp cho Kiều luôn, hoặc nhắn tin cho Kiều qua số điện thoại là 832-503-8774 nha. Áo quần nữ ở Mỹ là Kiều bán online và ship cho tất cả các bạn luôn. Và những bạn mà xem live trực tiếp của Kiều và có chia sẻ thì sẽ có được cái ưu đãi trực tiếp trong cái live luôn. Khi mà các bạn mua đơn hàng mà 5 pound á, thì khi các bạn chia sẻ thì giá các bạn chỉ là phí ship 9 đô. Đây là chương trình áp dụng trong live trực tiếp khi các bạn chia sẻ live mua 5 pound đồ. Là 5 pound đổi lại phí ship là 9 đô, 10 pound đổi lại phí ship là 15 đô, và 20 pound đổi lại phí ship là 21 đô. Đó là áp dụng cho các đơn hàng bán lẻ chia sẻ livestream trực tiếp. Còn sau livestream, các bạn nào mà mua với cái đơn lẻ là trên 499 đồng sẽ được free ship. Đó. Rồi thì Kiều sẽ khui một ít đồ cho các bạn xem ha. Đây. Thì đây là những áo len. Áo len. Len đời nhiều mẫu len đẹp lắm các bạn ơi. Len nó rất là dày dặn và xịn sò luôn. Trời ơi, nó chật quá, nó không có cái chỗ mà để đi luôn các bạn. Nguyên một cái phòng khách là cái chỗ khu vui chơi của con gái của Kiều. Và nó không đủ để chứa đồ chơi của nó luôn các bạn. Phải dọn đồ chơi của em bé vào trong phòng ngủ nữa. Cho nên là nhà chật dữ lắm. Nhà rất là chật nha các bạn, thông cảm chút xíu ha. Rồi đây áo len nè. Áo len phông rộng nè. Đây áo len phông rộng nè các bạn thấy không? Kiểu áo len phông rộng nè, dài qua mông luôn. Ôi. Mùa đông ấm áp. Len. Áo len rất là dày dặn, và Kiều có nhận khách sĩ ở bên Việt Nam nữa các bạn. Có nhận khách sĩ ở bên Việt Nam nữa. Đó thì đồ rất là nhiều, đồ len áo len này nó về rất là nhiều luôn. Đó nó về rất là nhiều mẫu. Đây có cái chuông nữa, dễ thương không, có cái chuông nữa, Singapore áo len. Đó về đây, về áo khóc vest nè các bạn, khóc vest này thì về 5-6 cái luôn đó. Khóc vest nè chưa có ủi nha. Đẹp không? Đó các bạn thấy không? Mà cái này á, là nó sẽ có một cái sợi dây cho mình. Ủa cái ship này nó có sợi dây, nó mất sợi dây. Đây sợi dây đây. Đây là nó có một cho mình một cái sợi dây nè các bạn. Mặc cho các bạn xem. Nói chung là đồ vest của Kiều về nó nhiều mẫu lắm. Thì cái này là vest này nó không, một là các bạn khó hờ hững, hai là các bạn một là các bạn khó hờ hững như vậy nè. Đó nha, còn không thích nữa các bạn khót cái gì thì nó có cái sợi dây nè. Đẹp ha. Nói chung là nó kiểu về cái áo khót này nó là màu đen cũng có, mà màu nâu này cũng có. Nói chung là kiểu về rất là nhiều. Và các bạn hãy follow kiểu cái trang fanpage là Sofa Kiều Closet, và trang Facebook cá nhân của Kiều là Jessica Hồ, để các bạn xem, đón xem những cái live stream là Kiều sẽ có những cái mẫu đồ lên nó sẽ nhiều hơn các bạn. Chứ bây giờ là Kiều không thể nào mà ấy hết lên cho các bạn xem được, rất vải nè. Đây là những cái bộ đồ len nè,
em nó rất là nhiều. Thì lát nữa chị like, chị like tối nay là chị like đồ len á, và dự kiến là ngày mai chị sẽ like vest len à, rất là dày dặn và xịn sò luôn nha các bạn, về mấy chục cái. nặng lắm, nặng tay nhưng rất là xịn sò, ghế rất là mềm luôn, ghế rất là mềm. Đó rồi, bây giờ là đồ thiết kế nè, đầm thiết kế nè, đầm thiết kế cho các bạn xem nè, đầm thiết kế. Đẹp dễ sợ chưa, đầm thiết kế, thiết kế. Nào dễ thương không, này sẽ SM hết luôn nha cho các bạn xem nè. Đó nè, cái chất liệu vải nè, đó không, chất liệu vải rất là đẹp không. Đó, đẹp ha. Đó, đầm. Đó rồi, bỏ ra đây rồi, đầm cũng là đầm đó luôn này, nó lau nó lên này, cũng là đầm, đầm non cũng là đầm đó luôn. Rồi nó lên len, len này các bạn, len quá đẹp luôn. Len này là len hàng nhập khẩu á, len là hàng xuất khẩu á các bạn nè, có ghi $19 nè các bạn ha. Thì len của bên Kiều có những cái á thì nó sẽ phơm nó chỉ tới mông, và có những cái là phơm nó qua mông, các bạn thấy không? Ồ, áo đẹp dễ sợ đẹp luôn, len nó dày dễ sợ dày luôn. Len nó dày dữ dằn lắm các bạn ơi, coi nè cái len nó trong à, dày dễ sợ dày luôn, công nhận áo len nó dày coi nè, thôi các bạn thấy không, dày dễ sợ dày luôn, cầm rất là nặng tay và rất là xịn sò. Những cái len Merry Christmas. Rồi đầm thiết kế nè, cho các bạn xem những loại đầm thiết kế đó. Thì ở Mỹ á, là hiện tại là Kiều có khách sỉ và khách lẻ luôn. Đó, thì các bạn nào mà muốn lấy hàng lẻ hay lấy hàng sỉ của Kiều thì cứ inbox cho Kiều qua số điện thoại 832-503-8774 nha. Đó, đầm. Tại vì cái nhà Kiều cái diện tích nó không được rộng, cho nên mà nó rộng thì để cái máy quay xe thiệt xe, Kiều đứng ở phía sau thấy full người của Kiều luôn. Còn đây là nhà Kiều nó cũng hơi chật á, các bạn thông cảm là nhiều khi quay phải ngồi phải quỳ như thế này thì nó mới thấy được, chứ mà để xe quá thì nó không thấy, tại nó thấy hết phía đằng sau, phía đằng ngoài kia các kiểu này kia đó, bởi vì thế này đó. Còn các bạn nhìn chất liệu vải nè, riêng xịn sò, riêng đẹp luôn nè. Mới về là em gái Kiều nó lấy nó mặc liền, coi nó tranh thủ nó lấy nó xỏ vô là nó mặc liền, đẹp dễ sò. Hai lớp bên phía bên trong có 1 lớp nữa nè, lớp nữa đó. Nói chung là nó những cái hàng nó rất là đẹp. Rồi đồ lông ngủ, đây là đồ ngủ nè các bạn, đồ ngủ đồ lông nè. Bên cạnh đó nó có đồ lông ngủ nè, đồ ngủ, mặc đồ bộ ngủ là đồ lông với quần chỗ này nó túm lại nè, rất xịn sò luôn ha. Rồi áo nè, xịn sò dễ thương quá ha. Nói chung là Kiều về cũng rất là nhiều đồ rồi, lấy cho các bạn xem các mẫu ghét nè. Cái này là cũng là đồ len luôn nè, này đồ lông ngủ, đồ lông ngủ Kiều để một phơm. Rồi đồ ghét Kiều về rất là nhiều, đây cho các bạn xem đồ áo ghét nè. Dễ sợ không, coi nè Kiều nè, mặt nè, tôi biết nè, dài qua mông nha, biết nè, đẹp dễ sợ đẹp không. Rồi, bạn coi nè, biết lớp bên trong nè, lớp nè, rất là xịn sò, cái dày dặn luôn, có cái vải nè, ôi coi vải nè, đẹp dễ sợ đẹp không, quá xé đẹp luôn. Nút nè, ăn tiền hộp nút đẹp không, đó rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Rồi biết đồ toàn đồ đẹp không luôn các bạn. Rồi đồ đẹp là đẹp, biết này, biết nè các bạn, biết vé xé đẹp luôn, biết vé xé đẹp.
các bạn coi nè. Thiệt không? Thiệt dễ sợ không? Tết nè, dài qua mông nha. Đó, hôm nay lớp nè. Lớp hôm nay có chữ luôn nè các bạn. Các bạn coi lớp ở trong này. Lớp có chữ nè không? Vậy không? Hai lớp. Cái đây là vải dẹ nha. Đây là viết dẹ nè. Viết dẹ xích sắc nè. Đi dễ sợ đi không? Ồ, nước mắt luôn á. Đi dễ đi. Bé sẽ đi luôn các bạn. Hai túi dẻ nè, hai bà rào nút rồi nè. Ồ, biết đẹp quá đẹp. Mặc ấm dễ sợ ấm luôn các bạn. Ồ, mặc ấm dễ sợ ấm luôn các bạn. Ồ, biết dày dặn đẹp dữ nha. Ấm lắm, dày dẹp cui. Thôi, mua đồ dễ bán mà như mua đồ vậy cho mình mặc. Thấy cái nào cũng muốn xỏ vô hết. Dày dặn không? Dày vít nè. Đó thì hai cái vít này của Kiều cũng về rất là nhiều hàng. Đó đây là những cái vít dẹ, vít stitch, dẹ stitch. Rồi những cái vít mà những cái vít này, vít măng tô. Đó, nói chung là hàng vít, hàng đồ Kiều về rất là nhiều. Đây là những cái ship đồ thể thao nè. Ship đồ thể thao nè các bạn, ship đồ thể thao đó. Đó. Lên về cũng nhiều mà nó rách luôn ha. Lên là về nhiều lắm. Đồ lên luôn. Đồ lên về cũng nhiều. Nói chung là hàng về rất là nhiều các bạn ạ. Hàng về rất là nhiều luôn á. Thì thật sự nhiều, về nhiều dữ lắm. Nói chung là hàng về rất là nhiều. Mà nói chung là hàng về nhiều quá đến nỗi mà thật sự Kiều không nhớ mẫu nào luôn. Tại vì có những mẫu á, là họ sẽ có hình người mẫu mặc và cũng có rất là nhiều mẫu và họ vừa sản xuất ra là họ đã bán ra thị trường rồi, cho nên là cũng chưa có mẫu mặc luôn, cho nên là cũng không có hình luôn các bạn. Thì thật sự quá là nhiều hàng, quá là nhiều mẫu mã luôn đó. Thì thì nói chung là tất cả đồ ngủ, đồ set váy, set quần, áo thun, đồ bộ, đồ mặc nhà, đồ mặc đi chơi, đồ đông, đồ len, đồ lông, đồ vest, đồ thiết kế các kiểu này kia kiểu đều có bán hết luôn đó. Rồi mỹ phẩm Hàn Quốc bán ở Mỹ là inbox cho Kiều luôn. Rồi mỹ phẩm Hàn Quốc bán ở Việt Nam inbox cho Kiều luôn, cũng như là thuốc Mỹ bán ở Việt Nam cũng inbox cho Kiều luôn. Và ở Mỹ Kiều cũng và ở Việt Nam Kiều cũng có nhận khách sỉ áo quần nữ. Đây. Đầm vải nè. Vải đẹp lắm, rất đẹp luôn. Mẫu này Kiều đặt hồi nào Kiều không biết luôn, giờ Kiều lấy ra Kiều thấy nó lẹ dễ sợ lẹ luôn các bạn. Trời ơi nó mẫu, cho nên nhiều khi đặt cũng không nhớ, không biết luôn. Nói chung là rất là nhiều mẫu mã luôn. Rồi, bây giờ là rất là nhiều luôn, Kiều cũng không thể nào mà khui hết cho các bạn xem được. Trong này nó quá sáng là nhiều đồ luôn á các bạn. Áo hút tai vừa cũng có về nè, áo hút tai vừa cũng có về nè. Áo hút đi cũng có về nha. Áo hút đi đồ thể thao đồ xếp. Nói chung là Kiều về rất là nhiều hàng của áo hút đi nè. Đó, đây nè, đồ len nè. Đó, tóc len nè. Nó thắt len nữa nè các bạn, thắt len nữa nè. Đó, nói chung là nó rất nhiều mẫu mã luôn á. Cho nên là đó, rồi vải dập ly. Đó, rồi nói chung là đồ nó về rất là nhiều luôn. Các đồ thể thao, xếp thể thao đồ nữa, nó về cũng rất là nhiều. Đó, mở cho các bạn xem cái app đi xếp thể thao nha. Bóc cái nào mở cái đó, chứ bây giờ đồ nó nhiều quá. Chiếc thể thao đó các bạn. Cái quần, cái áo, quần cái áo bình thường ha. Đó đây, cái này mặt trước, này mặt sau. Nói chung là nó về nhiều, rất là nhiều mẫu mã. Nói chung là đồ thể thao, quần short có nè, đồ thể thao dạng quần dài cũng có luôn. Đây là những cái áo, chiếc áo hút đi nè, hàng mát ở Quảng Châu. Nói chung là hàng mà xuất khẩu đi nước ngoài á, đó cũng có, Kiều cũng có bán luôn nè. Rồi hàng mà kiểu như áo hút, hàng mà hàng xưởng, hàng thiết kế rồi là có hết. Áo hút đi nè, có nón, mũ, thơm ha, đẹp quá đi.
quá xá được luôn. Xem. Thường mấy bạn mà làm văn phòng á, office mấy bạn mặc đẹp nè. Đó là cái chân váy này là áo nè. Áo nó nè. Nhung 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 phối riêng nút nè, nút là đẹp không đó. À, dễ thương không, bộ đồ rất là dễ thương luôn. Đồ hàng thiết kế không á, đây nha. Coi cầm à, cái ren nó dày dặn lắm các bạn à. Trong đây nó có một lớp nè. Trong đây nó có một cái len ren nè, xong rồi thêm một lớp rồi nó là ba lớp luôn nha các bạn. Đó, trời nó đẹp. Về size S, M là có hết luôn nè các bạn. Chung mà rất là dễ thương, nói chung là nó nhiều mẫu mã lắm. Rồi, bây giờ là hy vọng các bạn sẽ yêu thích cái video này của Kiều. Hãy cho Kiều một nút like, đăng ký và nhớ nhấn chuông để khi có những cái video mới thì các bạn sẽ là người nhận được cái video sớm nhất. Và bây giờ là Kiều sẽ thứ nhất, sau khi mà kết thúc cái video này rồi, Kiều sẽ bắt đầu rửa tay sạch sẽ, rồi bắt đầu nấu nước, đồ ăn đồ uống xong hết rồi chuẩn bị đồ ăn và cho em bé Sophia ăn. Sau khi em bé Sophia ăn xong hết rồi là Kiều sẽ soạn trước một ít đồ len và đồ lông, là chuẩn bị là tối hôm nay Kiều sẽ like nóng lên trên Facebook Jessica Hồ và fanpage Sofa Kiều Closet của Kiều luôn, là đi hàng trước áo đồ len nè, đồ len Noel, đồ mặc len và đồ lông mặc ngủ, những cái đồ lông này và những cái áo khoác lông nữa. Đó là tối nay Kiều sẽ like nóng lên, là Kiều sẽ làm mã hàng những cái đồ này. Qua ngày mai là Kiều sẽ lên like những cái chiếc áo vest. Elvis dạ nè, Elvis tuyết nè, Elvis măng tô nè. Nói chung là những cái đồ đó. Và tiếp sau đó là đồ thiết kế, đồ set, đồ này, đồ kia các kiểu rất là nhiều. Mời các bạn hãy đón xem like của Kiều nha. Kiều sẽ có lên lịch cái like của Kiều là sẽ ngày mấy vào buổi tối. Các bạn hãy follow và nhấn like cũng như là theo dõi để khi mà những cái fanpage Sofa Kiều Closet Kiều có để dưới cái phần mô tả cái đường link á. Rồi và những cái bạn nào ở bên Mỹ á, cần thiết nhất nhanh nhất là cứ gọi phone cho Kiều, họ nhắn tin cho Kiều qua số điện thoại 832-503-8774 đó, rồi cho nó nhanh luôn. Rồi bây giờ là xong, bye bye, chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bye bye. Bây giờ là Kiều sẽ đi nấu ăn và cho con gái Kiều ăn, rồi Kiều sẽ soạn đơn rồi bác hàng. Hy vọng là sẽ gặp được bạn trên live trực tiếp của Kiều nha. Ok, con gái này đây. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú đi. Bye bye các bạn.